Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại tướng đang đau đầu trong việc chọn món trên mâm cỗ chính trị. Ngày 4 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận Tô Đại tướng chọn quân bài domino nào tiếp theo của blogger Trần Hiếu Chân. Tác giả nhận xét thành ngữ cưỡi trên lưng hổ khó xuống khớp với hiện tình của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sau khi tạo ra cơn địa chấn chính trị lớn nhất trong lịch sử đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là vụ ngã ngựa của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Và bây giờ, theo tác giả quân bài Domino, ông Tô Lâm đang nhắm tới, dư luận Hà Nội đang râm ran mấy tuần nay, đó là bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương và thường trực ban bí thư. Tác giả cho rằng Tô Lâm rung cây dọa khỉ khi vừa khai thác hồ sơ của Nguyễn Công Khế, cấp dưới cũ của bà Mai, vừa mở rộng điều tra vụ Phúc Sơn. Khi úp mở, vụ này đã phát hiện ra một dạng tội phạm mới bằng cách dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn. Thì có tin bà Mai đã viết hai lá đơn từ luôn cả hai chức và bà phàn nàn các anh suốt ngày bắt bớ triệt hạ lẫn nhau, tôi lấy làm đau lòng. Tác giả bình luận, bà đau lòng hay đau ruột, Tô Đại tướng không quan tâm, ông đang nhắm tới hai cái ghế quan trọng của bà cho thuộc hạ. Hình ảnh bài trên AFA. Bố trí được người vào hai ghế của bà Mai, Tô Lâm mới thực sự yên tâm nhường ghế cho Phan Đình Trạc, để ông ngồi vào vị trí tạm nào đó làm bàn đạp lên ghế tổng bí thư. Tác giả đánh giá cưa tiếp ghế của bà Mai sẽ là một quyết định dò đá qua sông và có ý nghĩa bước ngoặt thứ hai. Cưa ghế của Thưởng đã trở thành bước ngoặt đầu tiên đối với cuộc tỷ thí trên thượng tầng Bộ Chính trị. Một bí mật cung đình có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ, đó là lần cưa ghế của Thưởng vừa rồi, Tô Lâm có trong tay thượng phương bảo kiếm của Tổng Bí Thư hay Tô Đại tướng chơi đòn đánh úp. Bởi vì sáng ngày 13 tháng 3, Chủ tịch nước dự khai mạc cuộc họp của Ban Nhân sự. Thì ngay ngày hôm sau 14 tháng 3, Vua và Hoàng hậu Hà Lan được Việt Nam yêu cầu đình hoãn chuyến thăm cấp nhà nước. Tác giả châm biếm, nếu thành tựu hai bước ngoặt nói trên, ông Tô Đại tướng sẽ cùng có tiến trình nhân giống nhãn lồng Hưng Yên trong hệ thống công an tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Tác giả phân tích, điều đó có ý nghĩa đặc biệt ở đây. Tô Đại tướng đã loại bỏ các khâu trung gian rườm rà phải theo quy trình trước đó. Hầu như Tô Đại tướng cho Thưởng knockout. Ngay sau phiên họp Bộ Chính trị ngày 13 tháng 3, Thưởng không kịp trở tay, chấp nhận viết đơn mà không chờ phải ép. Hình ảnh bà Trương Thị Mai, người có thể bị cưa ghế tiếp theo. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Công an cũng bắt luôn đương kim bí thư và phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà không cần thông qua các ban bệ bên đảng. Như vậy, từ nay, Tô Đại tướng có thể một mình một ngựa bắt bất cứ ủy viên trung ương, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị nào ngán đường của ông. Ấy là giới quan sát vỉa hè Hà Nội đồn đại như thế. Nhưng tác giả cho biết, theo tin rò rỉ, mọi chuyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngoài bà Mai, ông Tô sẽ phải chọn thêm quân bài domino nào trong cuộc chinh phạt, dọn đường cho ông và các đồng đảng cùng phe cánh tiến về đích là điều mà Tô Đại tướng đang đau đầu. Tác giả nhận định Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cựu trưởng ban kinh tế Trần Tuấn Anh, chánh án Nguyễn Hòa Bình đều chỉ là những món gỏi trong bữa tiệc của Tô Đại tướng. Cho mấy thanh củi ấy vào lò chẳng qua chỉ là để giúp cho Tổng bí thư cứu vớt đôi chút tính chính danh còn rơi rớt lại của đảng lẫn chế độ. Nhưng Tô Lâm đang đau đầu vì những tính toán đang bế tắc khác. Tác giả kết luận Tô Bộ trưởng gặp khúc mắc trong việc chọn đủ các món chính cho bữa tiệc, trong khi không thể cưa một lúc quá nhiều ghế trong bộ tứ, bộ ngũ, tính sao cho kín vỏ mà không lộ bài quá lố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tô Đại tướng đang đau đầu trong việc chọn món trên mâm cỗ chính trị. BV Oil và một loạt doanh nghiệp Việt Nam bị mã độc tấn công. Ngày 3 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Tổng công ty dầu Việt Nam bị tấn công mạng bằng mã độc. Theo VOA, hôm 2 tháng 4, Tổng công ty dầu Việt Nam BV Oil loan báo rằng hệ thống công nghệ thông tin của họ bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu, làm dừng hoạt động của website, email, ứng dụng thanh toán và hóa đơn điện tử. VOA cho hay vụ tấn công xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4, khiến hệ thống công nghệ thông tin của BV Oil bị ngưng trệ. Công ty cho biết trong một thông báo cùng ngày, BV Oil đã phối hợp với Bộ Công an xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất. Hình ảnh bản tin trên VOA.
VOA dẫn thông báo trên cho biết, trong thời gian khắc phục sự cố, BVOL và các đơn vị thành viên vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho các khách hàng. Tuy nhiên, họ không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ. Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, BVOL sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành, thông báo cho biết. VOA dẫn trang báo Vietnamnet. Theo đó, tối ngày 2 tháng 4, Tổng cục Thuế ra thông báo rằng hệ thống BVOL bị tấn công và đã gây ra sự cố ngừng hoạt động toàn hệ thống, trong đó hệ thống hóa đơn điện tử, theo trang mạng Vietnamnet. Tổng cục Thuế nói rằng họ đã tạm thời đóng cổng kết nối trực tiếp với BVOL và sẽ mở lại khi hệ thống được khắc phục. BVOL, một trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu độc quyền, nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam, chiếm 17% thị phần cả nước, theo trang VN Express. Hình ảnh một cây xăng của BVOL. VOA cũng cho biết gần đây, một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mạng, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất cũng như hình ảnh của họ, khiến Cục An toàn Thông tin của Việt Nam phải ra cảnh báo về công tác rà soát và triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin. VOA dẫn truyền thông Việt Nam cho biết tính từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 vụ. Theo đó, hôm 24 tháng 3, công ty chứng khoán VN Direct cũng đã bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu. Sự cố khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phải ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tiếp trên một số các thị trường giao dịch chứng khoán. Hình ảnh công ty chứng khoán VN Direct. Mãi đến hôm 1 tháng 4, VN Direct mới kết nối lại với các sở giao dịch để khách hàng mua bán cổ phiếu, nhưng vẫn thiếu nhiều tính năng và hoạt động vẫn kém ổn định, theo truyền thông trong nước. Báo Đầu tư Chứng khoán ngày 3 tháng 4 cho hay tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền là mối lo ngại lớn nhất của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Ngoài VN Direct, theo báo Đầu tư Chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp lớn khác như Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, Tập đoàn Đầu tư IPA, Công ty Cổ phần Thực phẩm Home Food là nạn nhân của những cuộc tấn công này. VOA cho biết thêm, mã độc, mã hóa dữ liệu là một hình thức tấn công mạng được thiết kế để lây nhiễm vào máy tính của các tổ chức, cá nhân, mã hóa dữ liệu bên trong và chặn truy cập vào máy tính, theo định nghĩa của trang CISA, Cơ quan An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Những kẻ tấn công sau đó thường sẽ yêu cầu một khoản phí từ nạn nhân để đổi lấy việc kích hoạt trở lại cho hệ thống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin BVOL và một loạt doanh nghiệp Việt Nam bị mã độc tấn công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d